chào các bạn, mình là Hồng Vũ đến từ Sony Việt và hiện tại mình vẫn đang có mặt tại Sony Show do Sony Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và trên tay mình đây đang là chiếc Xperia Z1. Đây là siêu phẩm mới nhất của Sony Mobile đang trình diễn tại Việt Nam và dự định sẽ chuẩn bị bán ra vào đầu tháng 10 tới. Thì các bạn cũng thấy rằng là Xperia Z1 có cái kiểu dáng khá là tương đồng so với Xperia Z, nhưng mà Sony đã cải tiến rất là nhiều về cái kiểu dáng cạnh viền của Xperia Z1, sử dụng viền nhôm và nó cho chúng ta cái cảm giác cầm trên tay thoải mái và dễ chịu, và cũng như là cảm giác cao cấp hơn rất là nhiều so với Xperia Z, mặc dù có cùng là cùng màn hình 5 inch. Thì các điểm cải tiến tiếp theo đó là Xperia Z1 có màn hình Triluminous mới nhất của Sony cho màu sắc và cũng như góc nhìn rất là tốt. Tiếp theo đó là vi xử lý Snapdragon 800 được coi là mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay. Tiếp theo mà mọi người rất là quan tâm đến Xperia Z1 đó là camera 20 megapixel, có kích thước 1:2.3 inch, có chất lượng chụp ảnh rất là tốt. Thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây khả năng chụp hình của Xperia Z1. Chất lượng hiển thị có thể, chất lượng camera có thể nói là thuộc hàng tốt nhất hiện nay của Sony, và nó cũng không hề thua kém những cái siêu phẩm đẳng cấp nào đến từ các đối thủ như là Lumia hoặc là đến từ Samsung. Thì Sony cho biết sẽ bán Xperia Z1 tại Việt Nam từ đầu tháng 10 với mức giá vào khoảng gần 17 triệu đồng. Trong đó sẽ được tặng kèm quà tặng hấp dẫn như là tai nghe Bluetooth SPH 50 và thêm một số các cái quà tặng phụ như là thẻ nhớ 32GB hoặc là pin mở rộng. Thì nếu mà các bạn muốn trải nghiệm thì có thể đây là ngày cuối cùng của Sony Show, các bạn tranh thủ đến đây để trải nghiệm mẫu máy này. Xin cảm ơn các bạn.